giới này là của bố mày nha. Ồ, đây là đâu, đây là đâu? Tí nữa thì lại được ăn xôi gà. Thật là tinh tứ. Nhìn nhầm người, sorry bạn nhá. Nhìn lộ. Thôi em ạ. Đấy, không cần trả tiền phòng đâu, tiền phòng chị bao rồi. Thôi đây đây. Nha. Phòng khác mình lại gặp nhau, đúng không? Chắc khi cắt tóc phê pha xong thì chị ra xe. Và cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra. Phần thể hiện của chị sẽ như thế nào? À đúng rồi, lên đây rồi, nào. Nào. Ngủ nhau đi rồi lại lao vào tận nơi để đón nữa. Không được gì, không được gì. Chị cố tình cho thôi, nha. Nào, dắt ra đi. Dắt ra ngoài để hẹn hò để chị chuẩn bị thể hiện lại. Tâm đắc thế thì nó vẫn chưa chuẩn, chưa đúng với lại khả năng thực lực của chị, nha. Đảm bảo chuyện này chị làm suốt, ngày nào chị chả hút đấm. Và Cristiano Ronaldo rất kỹ thuật. Vâng, vâng. Rồi, như vậy là anh áo vàng anh xuống ngồi đi ngủ một tí. Ngủ đi. Nào. Ê chưa. Ôi. Ôi, thì chưa. Thì nguy hiểm chưa. Ôi, thì chưa. Mà chó má gì, tội gì á. Chó má tội gì với anh. Nào, hai con vào đây cân hết. Đấy, đúng rồi, đấy. Mời hàng. Nào. Ôi, không biết là đây là môn phái nào, nhưng mà tôi nghĩ đây là cái môn phái, là môn phái không động. Vì nãy giờ tôi thấy anh chưa sờ vào chó, và chó chưa sờ vào anh. Đấy, đi đấy, nhảy như múa ba lê luôn. Nào. Đấy, quấy, ngồi xuống như ếch luôn. Nào, quấy, bật lên như siêu nhân. Đấy, dạ. Cắn luôn. Thì ghê chưa. Oh yeah. Đấy, thấy chưa? Thấy cô siêu chưa? Siêu thế nhỉ? Đấy, quay đi! Quay mạnh lên! Mày mày bố láo, mày phá hỏng phần thi thể hiện của bố mày, đúng không? Phá luôn! Ok, vào đây! Thấy chưa? Quay! Quay! Ghê chưa? Vô tay em gì nữa? Bố mạnh lên! Ra đây! Hôm nay tao dạy chúng mày trong sáng mắt nha! Có công là như thế này, nha! Biến lực của đối phương thành lực của đối phương. Thằng kia ra đây. Ra đây, mày không phải gài đâu, mày đấy, đúng mày đấy, ra đây. Nào, cho mày quay nhà nó nha, nhìn cho kỹ này. Bây giờ nha, mày đấm vào mặt tao, hiểu chưa? Đấm đi. Mày đấm cái gì đây hả? Tư. Mày đấm mày bảo để tao còn mày chuẩn bị chứ hả? Đấm mày mặt bố mày thế, bố mày làm nào đâu? Lại đi! Quýt! Đấy, thấy mẹ thì hiện siêu chưa? Rồi, ngồi, bắn đi. Bằng rất nhanh mà chính xác. Thế này thì không mà phá chán. Úi dồi. Rồi, em lên đi. Đã có anh ở đây, em không phải lo gì cả. Đấy, đúng không? Nào, nhanh, chờ. Rồi đi tắm đi á, rồi cứ nhảy xuống đi, lo gì đúng không? Vì em và anh vào sinh ra tử, anh nhảy chút cả nước mình tắm còn. Thuyền này mốc hết rồi. Trên bắp đi. Khá nguy hiểm. Vâng. Như vậy trong tay thử coi rồi. Và lại là một pha bóng lên. Ồ nhưng không, như vậy là trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m. Nhưng mà nó có phản đối đâu mà đá cái gì, mày cứ đá đi. Đúng không? Mày trọng tài mà đá thì đá đi. Đá. Rồi. Mày thằng này khinh thường của tao không? Khinh thường ý tao không? Chúng thẻ vàng luôn. Nhiều tiền đúng không? Rồi. Mày ngu mày chết mẹ mày đi. Xe chứa của thằng nào đây? Ê, đô đây nào. Hích, xếp. Muốn gì hả? Mày nhìn thấy ví của anh dạo này đang trống không? Hả? Để vào tiền ở đây, đấy, đúng không? Đấy, lần sau mắt mở to ra nhá. Đi cho khách đi.
Come on, come on. Sure. Quá đơn giản với anh nhá. Từng thằng mà một chưa? Úi ơi, nhẹ như lông hồng. Mạnh lên, tay to mà yếu thế. Nào. Ôi ơi, này để không ăn thua nhá. Đấy, thấy anh nguy hiểm chưa? Một mình anh mẹ cân luôn phòng gym nhá. À, thằng này phải cứng. Thằng gì nha. Thành kia chưa? À, đừng đùa. Thôi nha, đấy nhờ anh em tí, mỗi gửi một người tí uống nước nhá. Ừ, cảm ơn. Đừng quay, anh biết đâu mà quay. Tiếp theo đây chúng ta cùng đến với một trong những tình huống gây nên sự phẫn nộ trong những ngày qua. Không biết là... Vâng, như vậy là một bà lão đã cất tiền vào trong một chiếc túi. Có lẽ là hai mẹ con của người đi xe gắn máy này đã mua cái gì đó các bạn. Rồi, như vậy là mẹ thì bảo con là thôi lấy túi đi. Đấy. Khuyên con mà hành động trộm cắp. Vâng, như vậy là có lẽ nó đã trót lọt. Không biết là vụ này đã được giải quyết hay chưa. Bạn có thông tin gì các bạn đừng quên comment phía dưới nha. Vâng. Một hành động cực kỳ đáng lên án. Quay cảnh sát, đứng vào đây. Rồi, nhanh, vào đây bảo. Cứ đi vào đây. Mày ngồi đây. Nào anh kia. Đấy, nó không phải mũ đúng không? Chưa đủ tuổi lái xe. Đánh ra đưa xe về đồn, nhanh. Đưa xe đồn. Và một pha xử lý có thể nói là...